Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam và NISA vừa công bố bản báo cáo đánh giá tình hình an toàn thông tin tháng 7 năm 2016, trong đó nhấn mạnh cuộc tấn công mạng của hacker vào hệ thống thông tin của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines và Cụm cảng Hàng không Sân bay Hà Nội Bài và Tân Sơn Nhất vừa qua là dạng tấn công APT, có nghĩa là tấn công trực diện, có chủ đích rõ ràng, được chuẩn bị kỹ lưỡng, Vanessa cũng nhận định có dấu hiệu cho thấy có thể hệ thống đã bị tin tặc xâm nhập từ giữa năm 2014. Mã độc sử dụng trong đợt tấn công hoàn toàn mới được thiết kế riêng cho cuộc tấn công ngày 29 tháng 7 và đã vượt qua các công cụ giám sát an ninh thông thường như các phần mềm chống virus. Tin tặc đã xâm nhập cả chiều sâu và chiều rộng của hệ thống khi đã chiếm quyền kiểm soát cả một số máy chủ quan trọng như cổng thông tin, cơ sở dữ liệu khách hàng đồng thời nhiều máy tính ở các bộ phận chức năng khác nhau, vùng miền khác nhau đều bị nhiễm phát động tấn công đồng loạt và có liên quan đến các sự kiện kinh tế chính trị vnisa cũng cho biết những dấu vết để lại hiện trường chưa đủ cơ sở để kết luận chính xác đối tượng tấn công là ai tuy nhiên có thể khẳng định đối tượng am hiểu hệ thống công nghệ thông tin của các cụm cảng hàng không cả ở mức cấu trúc thông tin lẫn cơ chế vận hành thiết bị và có ý định khống chế vô hiệu hóa hoàn toàn dữ liệu hệ thống